Hello, xin chào tất cả các bạn. Nay mình sẽ review con Winner 2018 của mình. Winner V1 mình đã sử dụng được năm nay là năm thứ 3 rồi các bạn ạ. À, năm nay nhầm, 2018, 2 năm rồi các bạn ạ. Sử dụng được 2 năm rồi. À, km của nó đã chạy được gần 50.000 cây các bạn ạ. Để xem là chất lượng xe nó có bền không nhé các bạn nhé. Đây là 49.452 cây số. Xe mình thì mình chạy nhớt bình thường thôi, nhớt ca trôn. Cái loại 120.000 một loại ấy, mình mua hai loại. Về mình đổ 1.1 đến 1.2 các bạn nhé. Thường mình đi xa, mình đi nhiều, mình bao tour này, thường mình đổ 1.2 để cho nó đi xa an toàn, chắc chắn. Độ 1.2 cứ 1.500 cây là mình thay nhớt một lần các bạn nhé. Đây mình đã đi 50.000 cây số, mình thay nhớt nhiều đến nỗi mà mòn hết cả cái nắp nhớt rồi bạn. Đây, cái nắp nhớt nó xước như này này. Các bạn đi mua xe cũ các bạn có nhìn thấy cái nắp nhớt mà nó xước nhiều như này là chủ xe nó biết quan tâm xe các bạn nhé. Nhớt nhớt máy móc nó êm ru, nó không bao giờ lỗi các bạn nhé. À, mình sau 50.000 cây mình cảm nhận thì xe cũng bền. Cái lúc mà mình đi 37.000 cây ấy thì mình cái là côn này của mình mòn hết các bạn. Mòn mình ga hết cỡ thì nó ì lại, lâu lâu mà mình sộc ga nó trượt bố nồi luôn các bạn nhá. Nên là mình đã thay cái là côn này rồi. Nó 37 cây mình thấy là côn zin thôi các bạn nhé. Mình không độ chế gì là côn đã tiếc gì cho nó mài bá hỏng máy làm cái gì cả. Bởi vì mình là côn mà không phải của hãng ấy. Nó sử dụng cái chất liệu vô vẩn ấy, nó mài ra. Mình nhìn trên mạng đầy người bị lúp bê rồi hỏng nhớt rồi. Cũng là độ gần là côn này nó mài đến xì nhớt. Xong là đấy là mình thấy thằng bạn mình cũng chạy Winner và độ là côn cái gì mà TDR hãng cái gì ấy, xong vào là chạy bị lốp bê luôn các bạn nhá. Chạy là côn mẹ mở nồi ra mẹ bả đầy như bùn ấy, đen xì, xong là nhớt hỏng, thế là lốp bê hỏng đầu bò luôn. Thì là máy móc ở trong này mình không nên độ bơm nhớt bơm bùng cái gì cả, mình không nên phản kỹ sư làm cái gì cả, bởi vì người ta đã tính toán kỹ rồi, ngon lành rồi, nên mình máy móc ở trong là mình nên dùng đồ zin là ngon nhất các bạn nhé. Còn mấy cái phụ kiện ở ngoài thì các bạn thích độ cái gì cũng được, ngoài cái máy không nên đậm. Mình đã lên bộ mâm vành ORS X1R. Để mà nói thì cái vành này nó rẻ hơn vành zin nên là nhìn thì nó cũng đẹp đẹp, nhưng mà bền thì không biết, bền hay không thì không biết. Mình thấy sự cái độ gia công của nó thì hơi thô các bạn ạ. Nhìn ngoài nó hơi mượt thôi mà nhìn những cái kẽ này này, như đây là nhôm đúc sao ấy, nên là nó không được mượt các bạn nhé, không đẹp mấy. Mà cái mâm vành này mình mua về tự lắp 2.4 triệu các bạn ạ. Đây vành sau của mình là 4.0, mình đi lốp 130 các bạn nhé. Giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe nha, sau 50.000 cây số nhé, xem máy có êm ru không nhé. Sau 50.000 cây số là mình chưa thay cái gì ngoài lá côn các bạn nhé. Tiếng cam cò cam kiếc thì mình vẫn không thấy kêu gì cả, mình thấy nó vẫn như là ban đầu mình mua về, nó kêu như nào bây giờ nó vẫn thế thôi. Đây là xung quanh đây, xin phép các bạn, xung quanh đây là đền thờ, mình đang ở cổng sân đền, mấy cái bóng cây quay review xe cho các bạn xem mà không dám ga nẹt bồ rồi nha các bạn nhé, bởi vì sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Đây các bạn nhé, thank you.
cái xe này ngày trước mình chạy được gian máy đó. Ngày trước mình chạy đến khoảng 20.000 cây số thì nó bị lỗi kiểu mình chạy hồi đấy mình cũng không biết, mình chạy xăng E5 ấy là nó bị loạn gang tì các bạn ạ. Xong là mình không biết, mình mua cái cục TBS, cái cục TBS bơm ga ấy về mình thay vào vẫn bị. Thế là mình mang ra hãng thì nó bảo bị lỗi cái đấy, nhưng mà phải đặt hàng thì mới thay được. Nên về mình tự đặt hàng xong là mình thay cũng không được. Thế là mình tự tháo cái họng ga ở đây này. Họng ga ở đây ra mình vệ sinh, mình tẩy rửa, mình bàn chải, mình cọ sạch cái bã xăng, bởi vì có cái bã xăng nó đóng ở đấy dày lắm. Nó đóng ở cái cửa ga, cái cửa mà vặn ga, cái nắp đấy nó bung ra bung vào, xăng ra gió ra vào ấy. Nó mình đánh sạch đi, mình lắp vào thế là ngon. Mình mang ra hãng nó chỉ xịt cái dung dịch rửa vệ sinh, nhưng mà nó xịt không thì không được, vì nó bám chắc ấy. Nên là mình làm sạch cái đấy đi, thế là nó lại về zin như ngon luôn, lắp vào lại nổ như bình thường luôn. Không lỗi lầm gì. Mất tiền mua đặt cái đấy về thay chả được cái tác dụng gì. Nói chung là một khi xe mình đi mình tự biết thôi, nên là cứ ra hãng nó toàn phép thôi các bạn ạ. Biết gì đâu. Có cái hãng biết, có hãng thì kỹ thuật nó còn non lắm. Tháo vỏ xe còn hỏng hết lẫy liếc các thứ, lắp vào ốc yếc còn không lắp hết. Mệt lắm các bạn. Nên là xe mình đi mình tự bảo trì bảo dưỡng. Mình thì cũng không phải là nói xấu, mà là mình làm bên sửa chữa máy móc cũng kiểu động cơ dầu giấc các thứ ấy, mình tự sửa lấy thôi các bạn. Mình tự lên mạng mình tìm tòi về mình sửa thôi các bạn. Giờ mình nẹt bô cho các bạn xem nhé. Mình nẹt nhẹ thôi các bạn nhé. Mình chấm hết video tại đây thôi các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn nhé.